Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ của bên mình là số 6/9 đường số 44, phường 14, Gò Vấp. Anh em là có nhu cầu muốn mua bán giao lưu trao đổi điện thoại liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0648 748 nha. Hai số này thì mình đều xài Zalo nha mọi người, anh em có thể nhắn tin bên Zalo. Bên mình bán hàng á, thì sẽ kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện nha, cáp sạc và tai nghe. Và chính sách bảo hành của bên mình là bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nha. Nếu lỗi là bên mình sẽ đổi máy khác, nhưng mà có những cái máy bên mình sẽ bảo hành thấp hơn thì mình sẽ báo rõ cho mọi người nha. Anh em nào muốn nhắn tin qua bên trang fanpage của bên mình thì anh em kích vào đường link dưới phần mô tả của video nha. Dưới phần mô tả thì mình có để số điện thoại đầy đủ với lại tài khoản ngân hàng rồi nha. Bên trang fanpage thì anh em vui lòng kích ở dưới phần mô tả của video á, để tránh bị lừa đảo nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng có một số máy giới thiệu tất cả mọi người nha. Đầu tiên là cây VinMark Arix RAM 8 bộ nhớ trong là 128 GB. Con này thì chạy chip Snapdragon là 730 nha mọi người. Máy đẹp ken 99 VinMark Arix nha. Arix này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 750 nghìn nha. VinMark Arix 3750 RAM 8 128 hàng chính hãng. Xiaomi Mi 11T nha. Camera 108 chấm lần. Máy đẹp ken 99. Con này thì còn bảo hành rất là dài luôn, tại nó mới ra con tháng 2 tháng à. Màu rất là đẹp nha mọi người, Mi 11T. RAM 8 bộ nhớ trong là 128 GB. RAM 8 128 nha, Mi 11T. Mi 11T thì nó chạy con chip là Dimensity 1200 Ultra nha mọi người. Máy thì rất là đẹp luôn, hàng chính hãng. Mi 11T này thì giá bên mình bán là 8 triệu 6 nha. Mi 11T. Poco F2 Pro, F2 Pro 5G. Con này thì bản RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB luôn nha. 256 GB. Con này thì được cái là sở hữu màn hình AMOLED, hàng chính hãng. Màu thì rất là đẹp luôn, máy đẹp ken. Màn hình AMOLED nha. Màn hình AMOLED thì nó sẽ hiển thị màu sắc, nó sẽ tươi tắn và nó đẹp hơn màn hình LCD. Màn hình LCD thì nó sẽ hở sáng nha, mình sẽ thấy những cái hở sáng dưới này. AMOLED thì nó màn hình AMOLED thì nó cực kỳ mắc. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 256, chip Snapdragon là 865 nha. Giá bà là 7 triệu 2 nha mọi người, Poco F2 Pro 7 triệu 2. Galaxy Watch 3 nha, size 45. Đẹp 99. 3 triệu 750 nghìn. Oppo Watch 2350. Mấy cái này của mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi, hôm nay mình giới thiệu lại nha. Sony Oppo Reno 6Z 5G 7 triệu 850 nghìn. Máy này là máy mới, chỉ khui ra kiểm tra, chưa có sử dụng. Galaxy Z Flip bảo hành chính hãng 6 tháng nữa. Máy màu gold đẹp 99. 11 triệu 650 nghìn nha, giảm cho anh em 200k. Con này là VinMark Star 3, máy thì hơi trầy hơi xấu xíu, giá là 1 triệu 2 nha mọi người. Star 3 Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4 như trong 64, chip Snapdragon là 678. Nó mẻ kính một xíu bằng đầu tâm đây, một xíu nha, tí ti. Với lại cái mặt kính camera cũng hơi xấu nè, với lại nứt kính camera nha. Giá thì con này cực kỳ yêu thương thôi, 2 triệu 8. Redmi Note 10 nha, hàng chính hãng. Anh em mua về cái màn hình đó thì mình về mình chiến game là giá rẻ là ok rồi. Con này là Mi 11 Lite 5G 7 triệu, máy đẹp 99. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G chạy con chip Snap là 750. Con này thì 3 triệu 950 nghìn, nứt lưng nhẹ nha mọi người. Camera tới 108 chấm lận. Vivo Y30S nha, còn đây Y20S chứ, Y20S. Mặt lưng hơi trầy, RAM 6 vừa như trong 128, giá bán bên mình là 3 triệu nha. Vivo V20SE. Máy thì còn đẹp len keng, giá là 4 triệu. Xiaomi Mi 11 10 triệu 850 nghìn. Máy đẹp 99 nha, không lỗi lầm.
Galaxy. Con này là A20. A20s nha. RAM 3 bao nhiêu trong 32. 2 triệu 3 nha mọi người. iPhone 11 màu vàng chanh. Màu này rất là đẹp luôn. iPhone 11 nha. Con này bên mình bán với giá là 10 triệu 850 nghìn. Quốc tế 64 GB. Con này là màu tím khói. Máy đẹp 98, hai cây đều đẹp 98 nha. Cây này thì lock đã fit lên thành quốc tế rồi, 9 triệu 350 nghìn. 11 Pro Max 256 GB nha. Con này là hàng VN nha mọi người, hàng chính hãng nha. Pin thì còn 86 thôi. Máy thì VN 256 GB, đẹp keng 99. Con này bên mình bán với giá là 18 triệu. 11 Pro Max 256 GB VN, pin 86. Con này là 11 Pro Max. Máy đẹp 98 nha, đẹp 98 thôi, trời nhẹ. Pin 93, quốc tế 64 GB. Giá bên mình bán là 15 triệu 7. XS 64 GB. Màu trắng nha. Pin 86 thôi, XS. XS này giá bên mình bán là 7 triệu 9 nha. Pin 86 màu trắng 7 triệu 9. Màu đen pin 90 đẹp 99. Màu đen này thì giá bên mình bán là 8 triệu 350 nghìn. Oppo Reno 6Z 5G nha. Máy đẹp 99. 6 triệu 9. Reno 6Z 5G. Reno 2F 3 triệu 9 nha. Oppo Reno 2F. Galaxy A50s nha. Con này thì bên mình bán 3 triệu 3 nha mọi người. Galaxy A50s. S20 FE, RAM 8 bộ chứa 256, máy cắn nhẹ nha, đẹp 97, 8 triệu 2, hàng chính hãng nha. Con Note 20 FE này giá bên mình bán rất là tốt nha mọi người. Note 10 cộng. Con này màn hình ám nhẹ nha, ám rất là nhẹ thôi. Bên mình bán với giá là 8 triệu. Note 10 cộng nha. Note 10 cộng 5G Hàn Quốc. Note 10 cộng con này là Galaxy Note 10 5G. Máy hơi trầy nha, cây này hơi trầy. Cây này bên mình bán với giá là không, con này chưa bán được. Galaxy Note 10 5G. Máy đẹp 98 nha mọi người. 6 triệu rưỡi. Note 10 5G 6 triệu rưỡi có hai màu luôn. Màu đỏ này thì đẹp hơn nha, màu đỏ này thì 6 triệu 7 nha. Màu đỏ 6 triệu 7. Galaxy Note 10 nha. Note 10 này thì nói chung là nó hơi xấu. FD nha, hàng Việt Nam. Hơi xấu nha. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu 8 nha. 5 triệu 8. Bao test cho anh em 1 tháng thôi, 5 triệu 8. Galaxy Note 9 6128. 5 triệu 4. Nói chung là mấy con Note 10 này rất là đẹp nha mọi người. Note 10 5G nói chung là cũng còn rất là đẹp luôn. Giá thì rẻ. S20. Con này xách tay Hàn Quốc nha. Con này thì RAM 12 GB, chip Snapdragon nha mọi người. Này bên mình bán với giá là 7 triệu rưỡi S20 nha. S20 chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Có một cây duy nhất nha mọi người.
Galaxy S10 sách tay Nhật nha, máy đẹp 99, S10 5.150.000. Google Pixel 4XL nha, 6 triệu, máy đẹp 98, 6 triệu thôi. Galaxy A52 nha, máy nó còn rất là đẹp, 5 triệu 9 nha mọi người. A52 máy đẹp 5 triệu 9. Xiaomi Redmi 9C, RAM là 3, máy thì còn đẹp nha mọi người, hàng chính hãng. Redmi 9C này giá bên mình bán là 2 triệu 3. S10 Lite 6 triệu nha. Sony XZ1 1.550.000, sách tay Nhật XZ1 nha. Oppo A7 máy thì hơi trầy viền, 2 triệu. Nokia 7.2 nấc lưng, 2 triệu luôn nha. Cái này là cái A10s 1.800.000. K20 Pro nha, K20 Pro này thì vỏ nó hơi trầy, hơi xấu xíu. K20 Pro chip Snap 855, RAM 4 và RAM 6 và nhớ 64, 4350, 4.350.000. Renault, Oppo Reno nha, vây cá, mặt lưng thì nó nứt nè, vỏ thì viền nó hơi xấu nữa nè. RAM 6 của nhớ trong 256, chạy chip Snap là 710 nha, màn hình AMOLED 2.850.000. Vivo V19 nha, con này kính camera nó nứt xíu nhẹ chỗ này, V19 máy thì đẹp 97, 3.900.000. Vivo V20 máy đẹp 98 nha. Cái này giá bên mình bán là 4.550.000 V20. Vivo V21 6.100.000 V21 nha. V21 thì có 5G nha mọi người. Oppo A55 máy đẹp 99, 4.200.000 nha. Oppo A55 camera nó tới 50 chấm nha mọi người. Con A55 này nó mới vừa ra thôi. Realme 8 Pro 5.700.000. Oppo Reno 5 bản mắt veo nha, bản siêu anh hùng, máy đẹp keng 99, 6.500.000 nha. Và mình có cây Reno 5 5G luôn, bản 5G thì nó cao cấp hơn, nó chạy chip Snap là 765 nha mọi người, máy cũng đẹp keng luôn, 7 triệu. Xiaomi Redmi 9T nha, RAM 6 vừa như trong 128GB, 3.400.000. Redmi 9T RAM 6 128 3.400.000. Sony Xperia 10 Mark 2 4.200.000 nha. Galaxy S20 Ultra, S20 Ultra nha, bản Hàn Quốc nha mọi người. Một sim, máy thì còn đẹp 97%, 97 98%, 98 nha. Con này chạy chip Snap hay sao đấy, mình nhớ không lầm thì chip Snap nha mọi người. Còn nếu mà nhớ lầm thì chip Exynos nha. Note 20 Ultra này bên mình bán với giá là 10 triệu thôi. Cây này là cây A50, vỏ hơi trầy hơi xấu đây, 2 triệu 6. A50 này thì bên mình chỉ bao test cho anh em một tuần nha, 2 triệu 6. Giá con đó là bằng giá lái rồi nha mọi người. Con này là con Galaxy Tab S7, S7 FE nha. Này là con này S7 FE, màn hình to tổ bố luôn, chạy chip Snap 750, có bút, tặng kèm bao da đẹp luôn nha. Mới mua được một tháng, Tab S7 FE giá là 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi. Rồi hôm nay thì có một ít máy vậy thôi. Anh em là có nhu cầu muốn mua bán giao lưu trao đổi thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Anh em coi video cho mình like share chia sẻ ủng hộ shop mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Nhớ cho mình like share chia sẻ nha.